Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món bò lúc lắc. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có thịt bò này mọi người lựa nạc nạc xíu ăn cho nó ngon nha. Một ít tỏi băm, một ít bơ lạc, ớt chuông thì mình lấy ba màu luôn nha mọi người, vàng, đỏ, xanh. Một ít ngò, hai củ hành tây, một ít khoai tây chút mình chiên ăn kèm cho nó ngon ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt bò trước cho nó thấm nha mọi người. Mình sẽ bỏ một ít tương cà. Một ít dầu hào. Một ít nước tương. Một ít dầu ăn. Một ít tỏi băm vào nha mọi người. Mọi người trộn đều lên nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế nguyên liệu nha mọi người. Mọi người xếp thành hình vuông như thế này nha. Bây giờ mình sẽ chế biến phần khoai tây trước nha mọi người. Trước tiên là mình sẽ đem đi luộc khoai tây nha. Mọi người cho một tí muối vào luộc ha. Khoai tây sau khi luộc sơ thì mình đã lấy ra rồi đây mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xào nguyên liệu nha. Đừng quên phi một tí tỏi cho nó thơm nha mọi người. Khi xào xong thì mình sẽ đổ ra một cái dĩa để riêng. Rồi mình sẽ bỏ bò vào xào nha mọi người. Mình sẽ bỏ vài hạt tiêu hạt vô nha. Thì nó mới có ra cái vị bò lúc lắc đó mọi người. Chỉ là ướp thịt thôi, bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sẽ bỏ một ít muối, một ít đường. Vậy là được rồi nha mọi người. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho một miếng bơ lạc vào để cho nó đậm vị hơn nha. Bò sau khi xào chín rồi thì mình sẽ bỏ nguyên liệu hồi nãy mình xào trước vào luôn nha mọi người. Sau khi luộc xong mình để ráo rồi giờ mình đem đi chiên nha. Đang rồi thì mình vớt ra nha mọi người. Bò của mình thì đã chín rồi đây mọi người, bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha. Ta-da, vậy là món bò lúc lắc của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Món này mọi người có thể ăn chung với cơm hoặc là với bánh mì đều được hết nha. Mình còn thiếu một xíu cái dĩa mà hình vuông á, là nó giống như trong nhà hàng luôn á mọi người. Món này mọi người uống một chút rượu vang cho nó đậm vị hơn nha. Chúc mọi người thành công với món này. Nếu mọi người thích cái video này đừng quên like, share, subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.